Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington khi tới tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 11 tháng 5 tái khẳng định Việt Nam không chọn bên nào trong cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc thế giới. Ông Chính thừa nhận thế giới đang đối mặt với thời điểm cam go nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc và nói rằng ít ai ngờ xung đột bùng nổ giữa châu Âu vào thập niên thứ ba của thế kỷ 21. Nhắc trực tiếp đến Ukraine, ông Chính nói rằng Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia những nỗ lực và sáng kiến của cộng đồng quốc tế giúp tạo điều kiện cho đối thoại giữa các bên để tìm ra giải pháp lâu dài. Ông tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là tôn trọng hiến chương của Liên Hợp Quốc, độc lập, chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và giải quyết mọi tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình mà không dùng hay đe dọa vũ lực. Ông cũng khẳng định rằng trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược và vô số những lựa chọn, Việt Nam không đứng về bên nào và thay vào đó Việt Nam chọn công lý, công bằng và đúng đắn trên cơ sở luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Sau hai lần bỏ phiếu trắng khi Liên Hợp Quốc tìm sự đồng thuận để lên án Nga xâm lược Ukraine, Việt Nam tháng trước đã bỏ phiếu chống việc khai trừ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.